Anh chị em có khao khát được nghe lời Chúa ở trong buổi tối hôm nay không? Amen. Có. Tôi hy vọng là anh chị em thật sự khao khát lắng nghe lời Chúa. Chúng ta đừng để cho Giáng sinh trở thành một cái truyền thống theo cách của loài người. Và để rồi cuối cùng thì trong đêm Giáng sinh thì mỗi người tìm vui thú cho riêng mình, hoặc là tìm cách để thể hiện bản thân mình như thế nào đó qua những cái bài hát, qua những cái sự biểu diễn và mong đợi những tràng vỗ tay của ai đó. Chúng ta không nên như thế. Thay vào đó, chúng ta nên ý thức rằng khi chúng ta kỷ niệm Giáng sinh thì đó là chúng ta đến để mừng sinh nhật Chúa Giêsu. Amen không anh chị em? Chúng ta đến để mừng sinh nhật Chúa Giêsu. Khi chúng ta đến để mừng sinh nhật một người nào đó thì chúng ta phải ý thức rằng người đó là nhân vật chính, và nhân vật chính phải được tỏa sáng, nhân vật chính phải được chú ý đến nhiều nhất, Ngài phải được tôn cao và chúng ta phải hạ xuống. Tôi thấy có những cái điều nghịch lý giữa vòng cộng đồng người Việt Nam. Đôi khi tôi nói thì nhiều người cảm thấy khó chịu. Ví dụ như là đi đám cưới một ai đó thì tôi thấy người ta đua nhau để làm đẹp, làm cho mình thiệt là đẹp, và thậm chí có người cố làm sao cho mình đẹp hơn cả cô dâu và chú rể nữa. Tôi không tin rằng đó là một ý hay. Tôi tin rằng những người tế nhị, những người khôn ngoan, những người hiểu chuyện thì nên ăn mặc hoặc là làm như thế nào đó để chú rể và cô dâu được nổi bật, được tỏa sáng, bởi vì họ là nhân vật chính ở trong cái ngày cưới. Và chúng ta chỉ là những nhân vật phụ, đừng cố tỏa sáng hơn cô dâu và chú rể. Và có nhiều người đi dự sinh nhật cũng vậy. Họ hầu như không có quan tâm gì đến cái nhân vật chính ở trong cái buổi tiệc sinh nhật đó. Họ cố ăn mặc đẹp nhất có thể, và thậm chí đẹp hơn cả cái người gọi là đối tượng chính, là nhân vật chính trong cái bữa tiệc sinh nhật đó. Rồi cố tìm cách để thu hút ánh mắt của mọi người, thu hút sự chú ý của mọi người về mình, mà không quan tâm đến cái người là đối tượng chính, là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật. Và có đôi khi trong bữa tiệc sinh nhật đó, người ta ăn uống, rồi người ta nói chuyện với nhau, mà tôi đã từng để ý là có những lúc mà nhân vật chính ở trong cái bữa tiệc sinh nhật đó hầu như bị lãng quên luôn. Tôi đã từng thấy rồi đó. Hình như không ai nói gì tới nhân vật đó, không ai hỏi han, không ai làm một cái gì cho người đó vui hết, mà mọi người cứ làm những cái gì đó để cho chính bản thân họ cảm thấy vui. Tôi thấy đó là những điều nghịch lý. Và cũng như những đêm Giáng sinh, có rất là nhiều lần tôi chứng kiến những cái cảnh ở trong các nhà thờ hoặc là một cái nơi nào đó mà người ta gọi là thờ phượng Chúa. Người ta miệng thì nói là thờ phượng Chúa, nhưng mà cái cách họ tổ chức chương trình, cái cách họ làm thì Chúa hầu như bị lãng quên. Hầu như bị lãng quên, và tôi cảm thấy rất buồn về điều đó. Và tôi biết rằng Chúa của chúng ta cũng rất là buồn. Tôi mong là buổi tối hôm nay, cho dù chúng ta không có cơ hội để tập trung tại một chỗ để cùng nhau thờ phượng Chúa, chúng ta nhóm trên Zoom, chúng ta nhóm trên Internet, nhưng mà không một ai trong chúng ta mất đi sự tập trung vào Chúa. Thay vào đó, tất cả chúng ta đều hướng về Chúa, chúng ta tập trung vào Chúa của chúng ta làm tất cả những gì có thể để tôn cao danh Chúa, để chúng ta có thể đem lại niềm vui cho cứu Chúa của chúng ta. Tôi còn nhớ thời thanh niên của tôi đó, tôi nhóm ở trong một cái nhà thờ. Mỗi đêm Giáng sinh đó, tôi cùng với tất cả những người thanh niên trong cái nhà thờ đó cố gắng hết sức để thể hiện bản thân của mình, cố gắng làm sao để mà hát cho thật hay, thật ấn tượng, hát trong ca đoàn cũng vậy, hát trong top ca cũng vậy, hát tứ ca cũng vậy, hát tam ca cũng vậy, hát song ca cũng vậy, hát đơn ca cũng vậy. Chúng tôi làm tất cả để thu hút sự chú ý của mọi người, và chúng tôi mong đợi được nghe mọi người trầm trồ khen ngợi rằng ô cái bài hát đó buổi tối nay hát hay quá,
Ồ, tốp ca đó buổi tối hôm nay hát hay quá. Tứ ca đó buổi tối hôm nay hát hay quá. Tam ca đó buổi tối hôm nay hát hay quá. Song ca đó buổi tối hôm nay hát hay quá. Cái người hát đơn ca đó hát hay quá. Thậm chí có một lần nọ, tôi không biết vì sao mà có một số người nói rằng tôi hát đơn ca hay giống như là Đan Trường, lúc bây giờ Đan Trường đang rất là nổi. Và tôi thật sự phồng lỗ mũi. Tôi cảm thấy ô thật là tuyệt, mình hát hay giống như ca sĩ Đan Trường, là ca sĩ lúc bấy giờ đang nổi như cồn vậy đó. Và có những lúc mà chúng tôi đã hát không thành công. Ở trong nhà thờ thì khi mà hát nguyên một ban như vậy luôn luôn có bốn bè, bè 1, bè 2, bè 3, bè 4. Khi mà hát gọi là bị bể đó thì tất cả những người thanh niên đi xuống cái phòng nhóm và bắt đầu ngồi, và người này đổ lỗi cho người kia, người này chỉ trích người kia, tại bè một thì nó là tại bè hai thì nó là tại bè ba thì nó tại bè bốn, và bắt đầu cau có với nhau và thậm chí có những cái sự tranh cãi. Và sau đó thì kéo nhau đi chơi, đi ăn, đi uống, rồi có người thì kéo nhau đi hẹn hò theo cách này theo cách khác. Bây giờ tôi nhớ lại, tôi mới thấy rằng những lúc đó người ta không có nhớ đến Chúa gì cả. Chúa Giêsu hoàn toàn trơ trọi, Ngài rất là cô đơn giữa một cái cộng đoàn mà người ta nói rằng người ta thờ phượng Chúa. Những cái bài hát đó đều nói về Chúa, bài hát đó lời lẽ ca ngợi Chúa, nhưng mà cái tâm trí con người ta, cái lòng người ta thì để ở đâu đâu á. Có người thì chỉ hướng về bản thân của mình, hướng về cái tôi của mình. Có người á thì chỉ mong làm hài lòng ông mục sư quản nhiệm, làm hài lòng ban chấp sự, ban trị sự. Có người thì mong làm hài lòng đám đông và mong rằng đám đông sẽ vỗ tay thật là lớn và ca ngợi mình, vân vân. Có người thì đang mong buổi nhóm kết thúc sớm để có thể gặp bạn trai, gặp bạn gái, rồi có thể đi ăn, đi uống, rồi có những cái cuộc vui thâu đêm gì đó. Tôi tin rằng những lúc đó Chúa rất là buồn. Và bây giờ khi tôi suy nghĩ lại, tôi thấy mình thật là tệ. Giá như những ngày tháng đó mình có ý thức giống như bây giờ, thì mình đã hết lòng, hết sức ngợi khen thờ phượng Chúa. Mình cùng với mọi người dâng sự vinh hiển cho Ngài. Và nếu như tất cả mọi người đều có ý thức như vậy, thì đêm mà chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh sẽ là đêm mà Chúa vô cùng hài lòng, là đêm mà danh Chúa được tôn cao. Và chỉ khi nào danh Chúa được tôn cao thì quyền năng của Chúa mới vận hành một cách mạnh mẽ. Và chỉ khi nào quyền năng của Chúa vận hành một cách mạnh mẽ thì mới có nhiều người mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Sẽ không có ích gì khi chúng ta tổ chức những chương trình truyền giảng hoành tráng, chúng ta mời ca sĩ chuyên nghiệp về hát những bài về Chúa, hát rất chuyên nghiệp, không bao giờ rớt nhịp, hát rất hay, giọng rất chuẩn, âm nhạc, âm thanh, ánh sáng, mọi thứ dường như là hoàn hảo. Tổ chức ở tại một địa điểm thật là sang trọng, vân vân. Nhưng chúng ta không tập trung vào Chúa. Miệng chúng ta hát về Chúa, nhưng mà lòng của chúng ta thì hướng về cái gì đó, hướng về đâu đâu đó. Hoặc là lòng của chúng ta chỉ mong mình được tôn cao. Thì tôi xin thưa với anh chị em rằng những cái buổi truyền giảng đó nó không có ý nghĩa gì, nó không có kết quả gì, dù cho cuối cùng bằng những cái lời khéo léo của một diễn giả nào đó, một cái sự thuyết phục, hoặc là thậm chí là cố nài nỉ nào đó, hoặc là làm cho người ta cảm thấy là thật là bất tiện nếu họ cứ đứng đó, bởi vì người kia cứ kêu gọi hoài, cuối cùng họ bước lên, và thậm chí có nhiều người bước lên và tạm gọi là tiếp nhận Chúa Giêsu đi, thì tôi xin thưa rằng cái buổi truyền giảng đó nó không có ý nghĩa, không kết quả gì cả. Tất cả chỉ là tôn giáo. Nhiều khi người ta báo cáo rằng buổi truyền giảng đó có 100 người tin Chúa, mấy trăm người tin Chúa, thậm chí cả ngàn người tin Chúa. Nhưng mà có rất là nhiều lần tôi biết rằng những cái đó nó chỉ là tôn giáo. Bởi vì tôi quan sát những cái cuộc truyền giảng đó, người ta không thật sự tập trung vào Chúa. Tất cả chỉ tập trung vào cái tôi của mình.
hoặc là chúng ta tập trung vào một cái gì đó khác ngoài Chúa. Chúng ta chỉ coi đó như là một cái lễ hội để đem đến sự vui mừng cho chính bản thân của chúng ta, hoặc là một dịp để chúng ta bày tỏ, thể hiện cái gì đó, và chúng ta mong muốn rằng sẽ có những người khen tặng mình. Tôi xin thưa rằng không có ý nghĩa, không có kết quả gì với những cái buổi truyền giảng hay là những cái buổi nhóm họp như vậy. Tôi nhắc lại một lần nữa, chỉ khi nào mà chúng ta thật sự ngợi khen thờ phượng Chúa, chỉ khi nào mà chúng ta thật sự tập trung vào Chúa với tất cả đức tin, với tất cả lòng khao khát của chúng ta, thì Chúa mới thật sự được tôn cao, danh Chúa mới thật sự được vinh hiển. Và chỉ khi nào mà Chúa thật sự được tôn cao thì quyền năng của Chúa mới được khai phóng ra, Thánh Linh vận hành một cách mạnh mẽ, và sẽ có nhiều tấm lòng thật sự mở ra tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Khi một đứa trẻ được sinh ra đời thì cha mẹ của đứa trẻ đó mong muốn rất nhiều điều tốt đẹp. Mong muốn rằng con mình lớn lên sẽ thành danh, con mình lớn lên sẽ trở nên giàu có, con mình lớn lên sẽ trở nên một người nổi tiếng, con mình lớn lên sẽ trở thành một người trí thức, sẽ có địa vị cao trong xã hội, sẽ đạt được thành tích này, thành tích nọ, thành tích kia, vân vân và vân vân. Và thậm chí có những người họ nói như thế này: sinh ra để giết. Ngày xưa tôi không hiểu vì sao, vào cái thời tôi đi học trung học, không biết là cái bọn bạn của tôi nó đã xem phim hay là nó coi ở đâu đó, mà nó thường hay nói cái cụm từ tiếng Anh như thế này: born to kill. Rồi thậm chí có đứa nó xăm, nó xăm cái dòng chữ born to kill lên trên cái vùng thân thể nào đó của nó. Rồi có đứa thì cố gắng viết cho thật là ấn tượng bằng bút lông á, cái dòng chữ đó lên những cái nón. Cái ngày xưa cái thời mà chưa đội nón bảo hiểm á, thì chúng tôi hay đội nón vải. Và tôi còn nhớ là nhiều người bạn của tôi cố mua những cái nón gọi là hàng hiệu, những cái nón bụi bụi xịn xịn á. Rồi sau đó bắt đầu nắn nót, dùng cái bút lông á, bắt đầu viết lên cái dòng chữ born to kill, tạm dịch là sinh ra để giết. Anh chị em thấy không? Có những người được sinh ra đời với những cái mong muốn tốt đẹp, và cũng có những người mà họ nói lên những cái mong muốn tội lỗi khi được sinh ra đời. Do ảnh hưởng của phim ảnh hay là những cái điều gì đó rất băng hoại, rất đồi trụy ở trong xã hội này, nhiều người đã sử dụng cụm từ born to kill, và một ngày nào đó rất có thể họ sẽ trở thành những kẻ giết chóc, bởi vì có một cái linh giết người nó sẽ nhập vào trong họ khi mà họ cứ nuôi dưỡng cái tư tưởng đó và nói ra những cái điều đó. Nhưng anh chị em biết không, có một nhân vật rất đặc biệt đã từng được sinh ra trên thế giới này. Nhân vật đó không được sinh ra để rồi một ngày nào đó trở nên giàu có, không phải được sinh ra với mục đích để trở nên nổi tiếng, không được sinh ra với mục đích để trở nên đầy quyền thế, để có thể áp bức người khác hay để có thể làm cái gì mà mình muốn. Không được sinh ra để mưu cầu danh lợi. Nhân vật đó được sinh ra để chết. Nghe lạ quá phải không? Đối với các cơ đốc nhân, khi tôi nói rằng có một nhân vật được sinh ra để chết, thì chắc hẳn anh chị em không ngạc nhiên. Và thậm chí anh chị em sẽ nói amen với tôi. Nhưng đối với những người ở bên ngoài, những người thuộc các tôn giáo, hoặc là những người không tin vào điều gì cả, gọi là những người vô thần, có lẽ
họ cho rằng tôi đang nói những điều nhảm nhí. Ai lại được sinh ra để chết chứ? Làm gì có ai được sinh ra để chết? Nhưng thưa tất cả mọi người, đây là sự thật. Có một nhân vật rất đặc biệt. Có một đấng đã được sinh ra để chết. Và đấng đó không ai khác hơn, chính là Chúa Giêsu Christ. Là nhân vật chính ở trong buổi tối hôm nay. Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của cả nhân loại. Ngài là đấng đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Chính vì sự ra đời của Chúa Giêsu Christ mà chúng ta có cái gọi là trước công nguyên và sau công nguyên, hay trước Chúa và sau Chúa. Người ta đã không chọn bất cứ một ai khác ngoại trừ Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Tại vì Ngài chính là Đức Chúa Trời thành người. Ngài là đấng duy nhất mà trong suốt cuộc đời Ngài sống trên đất không hề phạm tội. Ngài là đấng hoàn hảo duy nhất. Ngài là đấng đầy quyền năng, đầy uy quyền. Ngài là con người đạo đức nhất từng sống ở trong lịch sử nhân loại. Đạo đức thật chứ không phải đạo đức giả. Ngài có một trái tim yêu thương lớn nhất. Ngài uy tín nhất. Ngài chân thật nhất. Ngài tốt lành nhất, Ngài tuyệt vời nhất. Và tôi ước gì tôi có nhiều ngôn ngữ hơn để tôi có thể nói về sự tốt đẹp của Chúa Giêsu Christ. Không ai trong chúng ta nghĩ rằng hay là mong rằng mình được sinh ra trong cuộc đời này để chết. Đúng không? Tất cả chúng ta đều mong muốn rằng mình được sinh ra trong cuộc đời này để mình có thể đạt được một cái điều gì đó mà nó đem lại niềm vui cho mình, nó đem lại những cái ích lợi cho mình, nó đem lại một cái điều gì đó để thỏa mãn bản thân của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu Christ đã được sinh ra trên cuộc đời này với một sứ mạng là để chịu chết. Chịu chết trên thập tự giá. Trước khi Ngài được sinh ra thì đã có nhiều lời tiên tri nói về Ngài, nói về sự giáng sinh của Ngài, nói về sự chết của Ngài. Và tất cả đều đã ứng nghiệm. Tại sao Chúa lại đến trần gian này để rồi phải chết trên thập tự giá một cách đau thương? Tại sao Chúa không đến trần gian này để rồi thâu tóm quyền lực ở trong tay, để rồi tập trung một lực lượng đông đảo để làm chính trị, để có thể nắm giữ quân đội, để có thể trở nên giàu nhất hành tinh này, để có thể trở nên một người mà hét ra lửa và sai khiến được nhiều người? Tại sao Ngài không làm như vậy? Tại sao Ngài không mong muốn như vậy? Tại sao Ngài không có kế hoạch để trở nên như vậy? Mà Ngài lại đến trần gian này để chết trên thập tự giá một cách đau đớn mà không thể đau đớn hơn. Tôi xin thưa với anh chị em,
Tôi xin thưa với tất cả quý vị và các bạn, đó là vì Ngài yêu chúng ta. Ngài yêu nhân loại. Ngài yêu từng con người sống trên thế giới này. Và Ngài không muốn một người nào bị hư mất. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa không muốn một người nào bị hư mất. Nhưng Ngài muốn mọi người đều ăn năn và được cứu. Tại sao Chúa Giêsu phải đến trần gian này để chịu chết trên thập tự giá? Bởi vì Kinh Thánh đã chép rất là rõ ràng. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và tiền công của tội lỗi là sự chết. Hay nói khác đi, cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Cả nhân loại này, trong đó có anh chị em và có tôi, đều là những kẻ tội lỗi. Không một ai trong chúng ta không có tội. Tất cả chúng ta đều có tội. Có những người thậm chí có những hành động tội ác trong cuộc đời của mình. Có những người đã từng giết người. Có những người đã từng ăn trộm, ăn cướp. Có những người ăn cướp một cách rất là dã man. Họ dùng mã tấu, họ dùng dao, họ dùng kiếm nhật để họ chặt đứt lìa tay của những người đi những chiếc xe gắn máy đắt tiền, chẳng hạn như xe SH. Chúng ta đã từng xem những tin tức như vậy. Và sau này những phim ảnh chúng ta xem cũng thể hiện, cũng tái hiện lại những cái câu chuyện như vậy. Có những người sẵn sàng chặt đầu người khác để có thể cướp một số tiền nào đó, hoặc là chặt đầu người khác để thỏa mãn cơn giận của mình, chặt đầu người khác để thỏa mãn sự căm ghét của mình, chặt đầu người khác bởi vì ghét người khác. Có những người tạt axit vào mặt người khác, làm cho gương mặt của nạn nhân biến dạng hoàn toàn, trở nên rất là khủng khiếp. Có những người đã lừa đảo để cướp đi tài sản của người khác, lừa đảo để chiếm đoạt nhà, chiếm đoạt đất đai, chiếm đoạt bất động sản, chiếm đoạt của cải của người khác. Có những người đã hãm hiếp người khác. Có những người đã vu oan giá họa cho người khác. Có những người đã chửi bới người khác. Có những người đã đánh đập người khác một cách dã man. Có những người đã đốt nhà người khác. Có những người thường hay đi ra tụm năm tụm ba với những kẻ xấu khác để nói xấu về ai đó, nhằm hạ uy tín của ai đó xuống. Có những người phạm tội tà dâm. Có những người phạm tội ngoại tình. Có những người phạm tội đồng tính. Đủ thứ tội lỗi trong cuộc đời này mà chúng ta không thể nào nói hết ở trong một buổi tối như thế này. Đó là những người mà họ đã thực sự hành động. Và cũng có những con người mà họ chưa bao giờ giết người, chưa bao giờ cầm một con dao lên để đâm vào người ta. Họ cũng chưa bao giờ thực sự lên giường với một người nào mà không phải là vợ hoặc chồng của họ. Họ cũng chưa bao giờ ăn cắp của người khác. Họ chưa bao giờ cầm tiền của người khác hay của cải của người khác bỏ vào trong túi của mình hay là cất vào trong nhà của mình. Chưa, họ chưa bao giờ làm. Có lẽ họ nghĩ rằng vì họ chưa làm cho nên họ không có tội. Vì họ chưa làm cho nên họ là những con người ngay thẳng và công chính. Lầm to. Tôi đã từng nói nhiều lần và bây giờ tôi nhắc lại. Tội lỗi xuất phát từ trong tư tưởng của chúng ta.
Không phải đợi đến khi chúng ta cầm một con dao và đâm vào tim của người khác để người khác tắt thở chết không kịp ngáp thì mới gọi là tội giết người. Chỉ cần chúng ta đang suy nghĩ, đang nuôi dưỡng cái ý tưởng giết người trong đầu chúng ta thì chúng ta đã phạm tội giết người rồi. Và thậm chí chỉ cần chúng ta giận người khác, chúng ta nổi giận lên với người khác, chúng ta điên cuồng lên với người khác, chúng ta nổi cơn thịnh nộ, cơn tám bành với người khác một cách vô lý, và cái nguyên nhân khiến cái cơn giận nó nổi lên là vì cái tôi của chúng ta, vì xác thịt của chúng ta, vì những điều xấu xa ở trong chúng ta, chỉ cần như vậy thôi và chúng ta bắt đầu lăng mạ người khác, chúng ta chửi người khác là đồ điên, đồ ngu gì đó ở trong cái cơn tức giận của chúng ta thì chúng ta đã phạm tội giết người rồi. Đó là sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Và tôi hoàn toàn đồng ý. Tội lỗi xuất phát từ trong tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng những tư tưởng tội lỗi thì sẽ không có ngày mà chúng ta hành động tội lỗi. Cho nên hỡi những ai mà chưa có hành động tội lỗi, đừng tự hào, đừng nghĩ rằng mình không có tội, đừng nghĩ rằng mình tốt hơn người khác, đừng vỗ ngực tự xưng, đừng tự lừa dối mình. Hãy nhớ cho rằng khi chúng ta nuôi dưỡng cái tư tưởng của tội lỗi, cái tư tưởng ô uế bất khiết độc ác trong đầu óc của chúng ta thì chúng ta đã phạm tội với Chúa rồi. Tôi nói là phạm tội với Chúa. Bởi vì có thể chúng ta chưa thật sự phạm tội với người khác. Chúng ta chưa bị công an bắt, chúng ta chưa bị đưa ra tòa xét xử. Không ai đưa ra được một cái bằng chứng gì rằng chúng ta phạm tội cả. Về mặt xã hội, chúng ta là những người vô tội. Nhưng dưới cái nhìn của Đức Giê-hô-va, chúng ta là những kẻ độc ác, những kẻ xấu xa. Thậm chí chúng ta còn độc ác xấu xa hơn một số người mà họ đã ra tay hành động rồi. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng nếu mà những cái con người đang nuôi dưỡng những tư tưởng xấu xa gian ác tội lỗi đó mà họ có cơ hội hành động đó, thì thậm chí họ hành động còn độc ác, còn dã man, còn xấu xa, còn đê tiện hơn một số người mà đã hành động trước đó nữa. Cho nên tôi xin thưa với anh chị em, tôi xin thưa với quý vị và các bạn rằng chúng ta đừng tự lừa dối mình. Mỗi một người trong nhân gian này đều có tội. Tất cả đều có tội và Kinh Thánh đã khẳng định điều đó. Và Kinh Thánh không bao giờ sai lầm. Lời Kinh Thánh, tức là lời của Đức Chúa Trời, là lời vô ngộ, có nghĩa là không hề sai lầm. Và thật vậy, nếu ai là người thật sự hiểu biết, nếu ai là người trung thực, người đó sẽ đồng ý với tôi. Người đó sẽ đồng ý với những gì mà Kinh Thánh đã khẳng định. Tất cả mọi người đều đã phạm tội. Tôi đã từng phạm tội. Anh chị em đã từng phạm tội. Cả nhân loại này đều đã phạm tội. Và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cái giá phải trả của tội lỗi là sự chết. Sự chết ở đây không chỉ mang ý nghĩa là chúng ta sẽ bị chết về thân thể một ngày nào đó. Không phải. Sự chết mà Kinh Thánh muốn nói đến ở đây, nó khủng khiếp hơn rất là nhiều. Đó là sự chết về tâm linh, có nghĩa là bị phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời, là nguồn của sự sống, là nguồn của mọi điều tốt đẹp. Sự chết ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ bị trầm luân đời đời nơi hỏa ngục một ngày nào đó. Sau khi Đức Chúa Trời đã phán xét toàn nhân loại này, khi mà tòa án trắng của Đức Chúa Trời được mở ra và cuộc phán xét trên bình diện toàn nhân loại từ cổ chí kim kết thúc, thì sẽ có những con người bị ném vào hồ lửa đời đời. Và đó chính là sự chết mà Kinh Thánh đề cập đến. Họ sẽ phải sống đời đời ở trong hỏa ngục, ở trong hồ lửa. Nhưng đáng tiếc sự sống đó Kinh Thánh gọi là sự chết.
Nó còn khủng khiếp hơn sự chết về thân thể nữa. Bởi vì người đó sẽ mãi mãi đời đời bị trừng phạt trong lửa hỏa ngục không hề tàn tắt với tất cả những cảm nhận của mình. Cảm nhận tất cả những sự đau đớn, cảm nhận được sức nóng, cảm nhận được những nỗi đau khổ tột cùng, nhưng sẽ không bao giờ thoát khỏi được. Chúa không muốn bất cứ một người nào phải rơi vào trong tình trạng như vậy. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giê-xu đã bằng lòng giáng thế. Đó là lý do vì sao mà Ngài đã được sinh ra để chịu chết. Nếu Chúa Giê-xu không chết trên thập tự giá, thì tôi và anh chị em cùng với cả nhân loại này sẽ phải đi địa ngục hay là đi hỏa ngục, sẽ phải bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta sẽ không có một lối thoát nào cả. Bởi vì Kinh Thánh đã nói rất là rõ ràng rồi, tiền công của tội lỗi là sự chết. Cái giá phải trả của tội lỗi là sự chết. Và như tôi nói lúc nãy, không một người nào là không có tội. Tất cả chúng ta đều có tội, và không một ai có thể trở về quá khứ để xóa sạch tội lỗi của mình. Không một ai có thể làm điều đó. Chỉ có một đấng. Chỉ có một đấng. Chỉ có đấng đó mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi hình phạt của tội lỗi. Chỉ có đấng đó mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi hồ lửa đời đời, giúp chúng ta thoát khỏi địa ngục đời đời, giúp chúng ta thoát khỏi sự trầm luân đời đời nơi hỏa ngục. Đó chính là Chúa Giêsu Christ, cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài đã bằng lòng giáng thế để có thể chịu chết trên thập tự giá và mở ra một con đường sống cho cả nhân loại. Đừng hiểu sai theo cách này. Đừng hiểu sai mà cho rằng khi mà Chúa Giêsu Christ chịu chết trên thập tự giá thì tự động cả nhân loại này sẽ được cứu. Cả nhân loại này sẽ thoát khỏi bản án tử, được trắng án, và một ngày nào đó được chính thức bước vào thiên đàng. Đừng hiểu sai. Không có chuyện đó đâu. Kinh Thánh đã dạy rất là rõ ràng. Chúa chết trên thập tự giá để mở sẵn cho nhân loại một con đường sống. Chỉ có ai bằng lòng bước vào con đường sống đó thì mới có thể thật sự sống, và thậm chí sống sung mãn. Và chúng ta bước vào con đường sống đó bằng cách nào? Bằng đức tin của chúng ta. Chúng ta bước vào con đường sống đó bằng cách tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Chúng ta bước vào con đường sống đó bằng cách tin nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của cả nhân loại. Chúng ta bước vào con đường sống đó bằng cách nhìn nhận rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, và bởi sự chết, bởi sự đổ huyết của Ngài mà chúng ta được thanh tẩy hoàn toàn từ đỉnh đầu đến gót chân, từ trong ra ngoài. Bởi sự chết, bởi sự đổ huyết của Ngài mà những người tin nơi Ngài được trắng án, họ sẽ không còn bị trầm luân đời đời nơi hỏa ngục một ngày nào đó nữa. Họ sẽ không bị hứa mất nữa, nhưng họ nhận được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Xin lỗi anh chị em, tôi cảm thấy quá nóng ở trong căn phòng này. Anh chị em chờ tôi một chút xíu, tôi điều chỉnh lại nhiệt độ ở trong căn phòng này nha. Tôi muốn đọc cho anh chị em nghe lại một phần Kinh Thánh mà luôn làm cho tôi rất là cảm động.
Và tôi rất thường xuyên trích dẫn phần kinh thánh này. Anh chị em mở ra với tôi ở trong Ê-sai 53. Đây là một phần kinh thánh. Và là lời tiên tri nói trước về sự thương khó của Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu của chúng ta đó. Và tất cả đều đã được ứng nghiệm. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe từ câu 3. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng. Như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, người không hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân ta? Người ta đã đặt mộ người chung với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, dù người không hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương và chịu đau khổ, sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình, làm cho nhiều người được xưng công chính, vì người gánh lấy tội lỗi của họ. Cảm ơn Chúa. Có thể là một số người trong anh chị em đang suy nghĩ trong lòng rằng, ủa, đêm nay chúng ta kỷ niệm Giáng sinh, nhưng sao mục sư giảng giống như là giảng thương khó vậy? Tôi xin thưa với anh chị em rằng, nếu chúng ta không thật sự biết được mục đích của sự giáng sinh của Chúa Giêsu, thì đó là một thiếu sót nghiêm trọng của chúng ta. Chúng ta cần biết, chúng ta cần được nhắc, để chúng ta nhớ một cách rõ ràng rằng sở dĩ Chúa Giêsu giáng trần là để chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, để chết thay cho phạm thiên ân này trên thập tự giá, để chết thay cho từng anh chị em yêu dấu của tôi trong hội thánh HTS, để chết thay cho từng người mà hiện nay đang ở trong cơ đốc giới, để chết thay cho những người còn đang sống ở ngoài kia, là những người thậm chí không biết gì về Chúa, hoặc là những người đang chống đối Chúa một cách kịch liệt. Chúa chết thay cho tất cả mọi người. Chúa chết thay cho cả những kẻ cố tình chống đối Chúa, cho cả những kẻ đã từng phỉ báng Chúa. Một lần nữa,
Tôi nhấn mạnh rằng Chúa chết thay cho cả nhân loại. Chúa giáng sinh để có thể chết thay cho cả nhân loại, để mở ra cho nhân loại này một con đường sống. Bởi vì Ngài biết rằng nếu Ngài không làm như vậy thì không một ai trong nhân loại này có thể thoát khỏi án tử đời đời. Không một ai trong nhân loại này có thể thoát khỏi sự trầm luân đời đời nơi hỏa ngục. Ngài phải giáng trần. Ngài phải hy sinh thân báu của Ngài, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng. Nhờ dòng huyết ấy, những người tin nơi Ngài, đó chính là những người bằng lòng bước vào con đường sự sống của Ngài. Những người đó, họ sẽ được giải phóng khỏi mọi quyền lực ma quỷ áp chế họ. Họ sẽ được tự do khỏi những sự rủa xả từng đổ xuống trên cuộc đời của họ. Họ được tha thứ mọi tội lỗi. Và họ được chữa lành mọi bệnh tật ốm đau nếu họ thật sự tin. Và không chỉ có thế, Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta mọi sự cùng với con ấy. Có nghĩa là chúng ta không chỉ được cứu rỗi tâm linh, chúng ta không chỉ có được chiếc vé để một ngày nào đó chính thức bước vào thiên đàng, chúng ta không chỉ thoát khỏi sự trầm luân đời đời nơi hỏa ngục, mà chúng ta còn có thể sống một đời sống sung mãn ngay trên đất này. Nếu chúng ta thật sự tin, nếu chúng ta tin một cách xác quyết, nếu chúng ta tin một cách kiên trì và không bao giờ chối bỏ đức tin của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng kẻ trộm, có nghĩa là Satan, có nghĩa là ma quỷ đó, nó chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Chúa đã đến để đem cơ hội cho nhân loại này, để những người trước đây vốn là dê sẽ trở thành chiên của Chúa, có nghĩa là những người thật sự tin Chúa, những người dâng lòng cho Chúa, những người dâng cuộc đời mình cho Chúa, những người để cho Chúa cai quản cuộc đời mình, để cho Chúa dẫn dắt cuộc đời mình, để mình có thể bước vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh giữa cuộc đời đầy gian khó này. Chúa Giêsu yêu tôi, Chúa Giêsu yêu anh chị em, Chúa Giêsu yêu quý vị, Chúa Giêsu yêu các bạn. Chúa đến để có thể ban cho chúng ta cơ hội thật sự được sống và sống sung mãn. Chúa không muốn chúng ta chỉ là những con người tồn tại trên cuộc đời này một cách miễn cưỡng. Chúa không muốn chúng ta sống theo cái kiểu cho qua ngày đoạn tháng. Chúa không muốn chúng ta sống mà không bằng chết. Chúa muốn chúng ta sống với một cái tư thế bước đi và ngẩng cao đầu. Chúa muốn chúng ta sống trong sự bình an. Chúa muốn chúng ta sống trong niềm vui. Chúa muốn chúng ta sống trong tình yêu thương. Chúa muốn chúng ta sống chan hòa với mọi người. Nếu anh chị em thật sự biết như vậy, nếu anh chị em thật sự tin như vậy, thì anh chị em nghĩ xem, chúng ta có nên giữ lại những tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta không? Chúng ta có nên tiếp tục sống trong sự tổn thương cay đắng? Có nên tiếp tục sống trong sự giận dữ? Chúng ta có nên tiếp tục sống trong sự lo lắng, trong sự sợ hãi? Chúng ta có nên tiếp tục sống ở trong sự buồn bã, âu sầu, sống trong những cái hình thức tiêu cực khác nhau không? Tôi tin rằng câu trả lời sẽ là không. Sẽ là không. Nếu anh chị em thật sự cảm biết tình yêu lớn lao vĩ đại, tình yêu tuyệt vời của Chúa, thì anh chị em sẽ không thể tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. Anh chị em không thể tiếp tục sống một cái đời sống làm cho Chúa buồn lòng nữa. Anh chị em không thể tiếp tục giữ cái lòng giận, không thể tiếp tục giữ sự cay đắng tổn thương, không thể nào tiếp tục lo lắng, sợ hãi, không thể nào tiếp tục ganh ghét đố kỵ người khác, không thể nào tiếp tục căm ghét người khác, không thể nào tiếp tục sống trong sự dối trá,
không thể nào sống một đời sống tà dâm. Không. Amen. Chúng ta sẽ sống khác. Chúng ta nhất định sẽ ăn năn và cậy ơn Chúa để làm lại từ đầu. Tôi hỏi anh chị em một câu. Và anh chị em hãy tự trả lời một cách trung thực với mình. Anh chị em có phải là Cơ Đốc nhân không? Đừng trả lời với tôi. Nhưng hãy tự trả lời với mình trước mặt Chúa. Anh chị em có phải là Cơ Đốc nhân không? Và anh chị em có hiểu Cơ Đốc nhân là cái gì không? Anh chị em có hiểu Cơ Đốc nhân là những Chris nhỏ ở trong cuộc đời này không? Là những Giê-xu nhỏ trong cuộc đời này không? Cơ Đốc nhân là những người thuộc về Đấng Chris, là những người thuộc về Chúa Giê-xu, là những người mà có sự hiện diện của Ngài ở trong lòng, ở trong cuộc đời mình. Và nếu chúng ta thật sự có sự hiện diện của Chúa trong lòng, trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta thật sự là những Chris nhỏ, những Giê-xu nhỏ, thì tại sao chúng ta cứ phạm tội hoài vậy? Tại sao chúng ta cứ sống hờ hững, sống vô cảm hoài vậy? Tại sao cứ sống giả dối hoài vậy? Tại sao cứ sống mà cứ đấu đá với nhau hoài vậy? Sao không giỏi mà cầm vũ khí lên và chiến đấu chống lại ma quỷ kìa? Sao không giỏi mà cầm vũ khí đứng lên chiến đấu chống lại những thế lực gian ác và đập tan những thế lực gian ác kìa? Mà tại sao cứ cắn đắng nhau? Tại sao cứ tranh đấu với nhau? Tại sao cứ ganh ghét đố kỵ từ trong gia đình cho tới trong hội thánh, rồi đem cái điều đó vào trong cộng đồng nữa? Anh chị em có phải là Cơ Đốc nhân không? Nếu người nào sau khi trả lời một cách trung thực và nhận ra rằng mình không phải là Cơ Đốc nhân, mình chưa phải là Cơ Đốc nhân, thì đây là cơ hội để hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, mở lòng ra và mở miệng mình ra nói những lời chân thành: Chúa Giê-xu ơi, giờ này con xin mở lòng mình ra tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời con. Chúa ơi, Ngài đã từng giáng sinh vào trong cõi nhân gian này, và bây giờ xin Chúa hãy giáng sinh vào chính tấm lòng của con, vào chính cuộc đời của con, để biến đổi con từ bên trong, để con trở thành một con người khác hoàn toàn. Tôi đã không ít lần chứng kiến những người mà gọi là tin Chúa lâu năm đó, họ tiến lên phía trước với nước mắt sau khi họ nghe sứ điệp của chúng tôi, và họ bắt đầu cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Giê-xu. Ông mục sư của họ há hốc mồm ra ngạc nhiên nhìn họ và không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí trong đó có những chấp sự. Và thậm chí đã từng có những vị mục sư được nhiều người biết đến. Trong một lần mà nghe được lời Chúa đâm thấu vào mình, đã quỳ mọp xuống và gào lên rằng: Chúa Giê-xu ơi, con là người có tội, bây giờ con xin mở lòng ra để tiếp nhận Ngài. Tôi trân trọng những con người đó. Họ là những con người bắt đầu biết sống chân thật. Họ là những con người bắt đầu biết sống khiêm nhường rồi đó. Họ đáng giá hơn rất nhiều so với những kẻ giả tạo, những kẻ khoác ở bên ngoài một lớp áo của tôn giáo, những kẻ khoác ở bên ngoài một lớp áo của chức vụ do con người cho, những kẻ khoác ở bên ngoài một cái lớp áo đạo mạo, nhưng bên trong là những điều xấu xa, bỉ ổi, đầy dẫy những tội lỗi chưa từng được xử lý. Bởi vì họ có thật sự tin Chúa đâu. Mà nếu họ không thật sự tin Chúa thì làm sao họ được biến đổi?
Nếu họ chưa thật sự tin Chúa thì làm sao họ có thể chiến thắng được những cái sự gian dối ở trong con người của họ? Làm sao họ có thể chiến thắng được những sự tà dâm trong con người của họ? Làm sao họ có thể chiến thắng được những sự tham lam ở trong họ? Làm sao họ có thể chiến thắng được những tư dục ở trong họ? Không bao giờ thắng nổi. Chỉ trừ khi họ thật sự tin và chính Chúa giáng sinh vào lòng của họ. Chính đấng vĩ đại là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa bước vào cuộc đời của họ, thi thố quyền năng của Ngài để biến đổi họ từ bên trong. Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được số phận của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể biến đổi được cuộc đời của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể biến đổi được tâm tánh của chúng ta từ tiêu cực sang tích cực, từ xấu xa tội lỗi sang tốt đẹp và đạo đức thật. Anh chị mở ra với tôi ở trong Roma chương 7 và đọc cái phần Kinh Thánh này. Tôi rất là tâm đắc với những gì mà sứ đồ Phaolô viết ở đây. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau từ câu 16. Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi nhìn nhận luật pháp là tốt đẹp. Bây giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Vì trong thâm tâm tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Amen. Anh chị em có hiểu phần Kinh Thánh này không? Chính Phao-lô là vị sứ đồ nổi tiếng mà không ai trong chúng ta không biết. Chính ông đã thừa nhận sự bất lực ở trong ông, sự yếu đuối ở trong ông. Ông nói rằng ông không thể làm được cái điều thiện mà mình muốn, nhưng ông cứ phải làm cái điều ác mà mình không muốn. Khi ông muốn làm điều thiện thì điều ác, điều dữ, điều xấu nó cứ dính dấp, nó cứ đeo bám lấy ông, nó cứ trì kéo ông. Ông không thể tự thắng nổi. Ông chỉ có thể chiến thắng khi ông nhờ Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ. Chỉ khi nào mà Đấng Christ thật sự được thành hình ở trong chúng ta, chỉ khi nào mà chúng ta thật sự để cho Ngài dẫn dắt cuộc đời chúng ta bởi Thánh Linh Ngài, bởi lời hằng sống của Ngài, thì chúng ta mới có đủ sức mạnh để có thể chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tư dục, chiến thắng xác thịt, chiến thắng cái tôi của chúng ta. Chỉ khi nào mà chúng ta thật sự có Chúa trong đời sống, thật sự để cho Chúa lãnh đạo đời sống của chúng ta, Chúa thật sự là Chúa, là chủ của đời sống chúng ta,
thì chúng ta mới có thể chiến thắng được Satan, chiến thắng được ma quỷ cùng mọi điều tồi tệ của chúng nó. Nếu như Phaolô là vị sứ đồ vĩ đại, là vị sứ đồ lừng danh, mà còn thừa nhận rằng ông không thể tự chiến thắng những điều tồi tệ ở trong mình bằng sức riêng của mình, ông không thể tự chiến thắng cái tôi của mình, ông không thể tự chiến thắng xác thịt của mình, thì tôi xin thưa với anh chị em rằng tôi và anh chị em càng không thể chiến thắng. Chúng ta phải thật sự có Chúa trong đời sống. Chúa Jesus Christ phải thật sự giáng sinh vào lòng của chúng ta, phải thật sự ngự trị ở trong chúng ta, phải thật sự là cứu Chúa, là chủ của cuộc đời chúng ta, thì chúng ta mới có cơ hội vượt lên chính mình, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Thưa anh chị em, Ngài đã giáng sinh để chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá. Ngài được sinh ra để chết. Tôi hy vọng rằng cho tới lúc này thì những người bên ngoài, là những người tham gia chương trình của chúng tôi, bắt đầu thấy những gì tôi nói là ý nghĩa rồi, chứ không còn như lúc đầu giờ nữa. Bởi vì tôi đã giải thích rõ ràng và cặn kẽ. Không ai có thể cứu chúng ta ngoại trừ chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chính Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng ta. Và chỉ có Ngài mới biết điều gì sai trật trong chúng ta. Và chỉ có Ngài mới có thể cung cấp giải pháp cho chúng ta để chỉnh sửa lại những sai trật ở trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta tránh được những hậu quả kinh khiếp của ngày sau. Nhiều người thật là sai lầm khi họ mua một chiếc đồng hồ, và khi đồng hồ của họ bị hư, họ đem đến cho một bà bán cá. Tôi nói có thể nhiều người cảm thấy ông này nói cái gì kỳ vậy, làm gì mà có chuyện đem đồng hồ đến cho bà bán cá sửa, hay là làm cái gì có chuyện mà đem cái chiếc xe bị hư đến cho người thợ kim hoàn. Anh chị em nghe những gì tôi nói có vẻ vô lý quá hả? Nhưng mà trong thực tế, có rất nhiều người trong chúng ta đã làm cái điều tương tự ở trong lĩnh vực tâm linh, ở trong lĩnh vực đời sống mình đó. Chúng ta được sinh ra bởi đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta lại thờ hình lạy tượng, thờ ma lạy quỷ, chúng ta đi tìm giải pháp từ những hình tượng hư không. Dù cho những hình tượng nó bằng chất liệu gì đi nữa thì chúng nó vẫn là hư không. Dù cho nó bằng thạch cao, bằng gỗ, bằng đá, bằng bạc, bằng đồng, bằng vàng, hay thậm chí bằng kim cương đá quý gì đi nữa thì chúng cũng vẫn là hư không. Chúng không thể nào biết được những gì sai trật ở trong chúng ta. Chúng cũng không thể nào giúp chúng ta chỉnh sửa những cái điều sai trật đó. Chúng không thể nào giúp chúng ta giải quyết những nan đề. Chúng không thể nào đem lại sự chữa lành cho những bệnh tật trong cơ thể chúng ta. Chúng không thể nào dàn xếp gia đình của chúng ta để rồi giúp cho gia đình chúng ta sống hạnh phúc hơn. Chúng nó không thể nào mà đem lại cái nền kinh tế tốt đẹp một cách chính đáng cho chúng ta. Không, không và không. Khi cháy nhà, chúng nó không đem chúng ta ra, nhưng mà chính chúng ta nếu tiếc thì chúng ta đem chúng nó ra. Nói đến đây thì tôi nhớ đến một cái câu chuyện hoàn toàn có thật, xảy ra chưa bao lâu ở trong vòng bà con bên vợ của tôi, là những người chưa tin Chúa. Cách đây một thời gian chưa bao lâu thì vợ tôi và cha mẹ vợ tôi nhận được điện thoại từ dưới quê, và cái tin tức là như thế này: bà ngoại của vợ tôi đó
là một người không tin Chúa thì thờ mấy cái hình tượng á, hình tượng này hình tượng nọ hình tượng kia, ngày nào cũng phải thắp nhang khấn vái trước những hình tượng đó và mong là những cái hình tượng đó nó sẽ phù hộ độ trì cho mình cái gì đó. Có một cái chuyện xảy ra là bà đã bị té gãy tay bởi vì cứu một cái hình tượng tức là vị thần của mình. Bởi vì có sự cố xảy ra và nếu như mà bà không chịu ra tay cứu vớt cái hình tượng đó thì nó sẽ bị đổ, nó sẽ bị bể, nó sẽ bị gãy, nó sẽ bị hư và bà phải tốn tiền để mua lại. Bà đã ra tay để cứu vớt thần tượng của mình và kết quả là bà bị té và bà bị gãy tay. Khi người ta chụp hình thì nói là bà bị gãy tay. Khi cái sự việc đó xảy ra thì tôi suy nghĩ trong lòng rồi: Chúa ơi, có biết bao nhiêu người đang sống trong sự u mê như vậy? Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành, Chúa là cứu Chúa của cả nhân loại, Chúa yêu thương nhân loại như thế, Chúa đầy quyền năng như thế, Chúa thành tín như thế, Chúa tuyệt vời như thế, Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Chúa là đấng tạo hóa, là đấng ban hơi thở cho từng con người mỗi ngày, đấng ban mạng sống, đấng ban sức khỏe, ban đất đai để canh tác, ban cho con người gọi thiên nhiên để họ có thể thưởng thức, để họ có thể thưởng lãm, để họ có thể tạo ra của cái vật chất từ cõi thiên nhiên đó, vân vân, để có thể đem lại ích lợi cho cuộc đời họ. Nhưng mà họ không nhìn biết Ngài, họ không chịu thờ phượng Ngài, họ cứ cố tình chối bỏ Ngài hết lần này đến lần khác, trong khi đó họ đi xì sụp quỳ lại trước những hình tượng. Và khi nhà cháy, khi mà những hình tượng đó nó rơi xuống thì chính họ phải tìm cách để cứu, để bê ra rồi chụp lấy, vân vân, và cuối cùng họ bị té gãy tay gãy chân, cuối cùng họ bị đập đầu xuống đất, cuối cùng họ bị chết cháy hoặc là bị phóng, vân vân. Thật là đáng thương và cũng thật là đáng trách. Ôi ước gì người dân Việt của chúng ta cùng với nhiều dân tộc khác trên thế giới là những dân tộc thờ hình tượng, thật sự mở mắt ra nhìn biết Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, nhìn biết Ngài là đấng tạo hóa, là đấng đã ban cho họ biển cả, ban cho họ cõi thiên nhiên tốt đẹp này. Và đặc biệt tôi ước gì những ngư dân ở trong đất nước của chúng ta, họ biết rằng, họ tin rằng chính đấng tạo hóa, chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng biển cả và ban cho họ biết bao nhiêu là hải sản ở trong biển cả đó, bao nhiêu là tài nguyên ở trong biển cả đó mà họ đã khai thác trong suốt dòng lịch sử của nhân loại đó, họ đã được hưởng lợi nhiều lắm. Ước gì họ nhìn biết Ngài, ước gì họ tin Ngài, ước gì họ thờ phượng Ngài. Có rất nhiều người đã không làm điều đó. Họ đi thờ những con cá lớn chết trôi dạt vào trong bãi biển. Họ gọi những con cá đó là thần, họ phong vương cho những con cá đó. Họ thắp nhang, họ cúng bái, họ làm đủ thứ, họ tạo ra lễ hội cho những cái thứ đó. Và rồi biển cả nổi giận, biển cả dậy sóng, bão tố quanh năm. Họ không biết rằng chính vì cái hành động tâm tối của họ, chính vì cái hành động ăn cháo đá bát của họ mà họ phải chuốc lấy những điều đó. Giá như họ dừng lại tất cả những cái điều tâm tối đó và bắt đầu nhìn biết Đức Chúa Trời, xưng nhận Ngài là cứu Chúa của mình và thờ phượng Ngài, thì cuộc đời họ sẽ khác. Biển cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Họ sẽ không phải đối diện với bão tố mỗi năm ít nhất một lần nữa. Họ sẽ không phải chết vì bão tố nữa. Nhà cửa họ sẽ không bị sập, sẽ không bị đổ nát vì bão tố, vì lũ lụt nữa. Họ sẽ không cần ai phải cứu trợ họ nữa. Họ sẽ trở nên giàu có thịnh vượng một cách ngay thẳng công chính. Sự bình an, sự vui mừng của Đức Chúa Trời ở cùng họ. Và họ sẽ là những người đi ra giúp đỡ cho biết bao nhiêu người khác, chứ không phải cứ tối ngày ngồi đó mà chờ cứu trợ.
đáng tiếc là có quá nhiều người họ không muốn thừa nhận những sự thật mà chúng ta công bố. Họ cứ thích tin vào điều giả dối. Họ cứ tiếp tục sống trong sự u mê. Anh chị em ơi, mặc dù vậy chúng ta đừng bỏ mặc họ. Hãy tiếp tục yêu thương họ, cầu nguyện cho họ và làm tất cả những gì có thể để một ngày nào đó họ tỉnh ngộ và họ mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Để một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ giáng sinh vào trong lòng của chính họ. Để một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ bước vào trong gia đình, trong gia tộc của họ và mọi sự sẽ thay đổi. Thưa anh chị em, thưa quý vị, thưa các bạn, tình yêu của Chúa Giêsu quá lớn lao, quá vĩ đại. Vì yêu chúng ta mà Ngài đã bằng lòng giáng thế và cuối cùng chịu chết trên thập tự giá, hy sinh cho chúng ta, Ngài đã bằng lòng đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng. Để giờ đây chúng ta được cứu. Để giờ đây những người nào chưa từng được cứu rỗi thì có được cơ hội của sự cứu rỗi ngay trong tầm tay của mình. Chỉ cần nắm lấy thì nó là của mình. Chúng ta có thể nắm lấy sự cứu rỗi đó. Chúng ta có thể nắm lấy sự giải phóng của Chúa. Chúng ta có thể nắm lấy sự chữa lành của Chúa. Chúng ta có thể nắm lấy mọi phước hạnh thiêng liêng mà Chúa đã hứa ban cho cuộc đời của chúng ta. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta bày tỏ đức tin nơi Ngài, bày tỏ đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Có ai bằng lòng làm điều đó không? Có thân hữu nào bằng lòng làm điều đó không? Ngay trong buổi tối hôm nay, ngay trong giờ phút này, có một tín hữu tin lành nào đó là người chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình chỉ là người của tôn giáo, mình chưa bao giờ thật sự tin Chúa. Có tín hữu tin lành nào như vậy bằng lòng mở rộng tấm lòng của mình ra để tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình không? Và thậm chí có vị mục sư nào đủ can đảm, đủ khiêm nhường, đủ chân thật để quỳ mọt xuống và la lên rằng: Chúa Giêsu ơi, con cần sự cứu rỗi của Ngài. Bấy lâu nay con chỉ là một con người của tôn giáo, con chỉ khoác cái lớp áo giả tạo của chức vụ mà con người cho con, nhưng con chưa hề có một mối quan hệ riêng tư nào với Ngài cả. Con chưa thật sự biết Ngài, con chưa thật sự tin Ngài, và bây giờ Chúa ơi, xin hãy giáng sinh vào lòng con. Con đây mục sư Nguyễn Văn Á, Phạm Văn Bế hoặc Trần Thị Xê mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Có ai không? Tôi ước ao rằng nhất định sẽ có. Và đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh chị em. Đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của quý vị và các bạn. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã bằng lòng giáng thế và cuối cùng chịu chết trên thập tự giá vì mỗi người trong nhân loại này. Trong đó có con, trong đó có anh chị em con, trong đó có những quý vị và các bạn đang tham gia chương trình này, trong đó có những người mà sẽ xem lại chương trình của chúng con sau này ở trên YouTube, ở trên Facebook, ở trên các mạng xã hội khác nhau. Trong đó có rất nhiều người khác nữa là những người đang sống rải khắp mặt đất này. Chúa ơi, Ngài đã chết vì tất cả, Ngài yêu tất cả, Ngài mở ra một con đường sống cho tất cả, và Ngài mong rằng mỗi một người sẵn sàng bước vào con đường sống đó bởi đức tin của mình. Họ nhất định sẽ được cứu rỗi, họ nhất định sẽ được giải phóng, họ nhất định sẽ được chữa lành, họ nhất định sẽ kinh nghiệm được sự bình an, sự vui mừng. Họ nhất định sẽ được biến đổi từ bên trong, trở nên một con người thật sự giá trị, trở nên một con người thật sự tốt đẹp,
họ sẽ sống trong tình yêu thương, họ sẽ sống trong sự bao dung, trong sự tha thứ. Họ sẽ không còn giận dữ nữa, không còn cãi cọ nữa, họ sẽ không còn cay đắng, không còn căm ghét, không còn thù hận nữa. Họ sẽ không còn lừa lọc gian dối nữa, họ sẽ không còn tà dâm nữa, họ sẽ không còn cướp của giết người, không còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, họ sẽ không còn làm bất cứ một điều tội lỗi nào, họ sẽ không bao giờ để cho môi miệng họ thốt ra một lời tội lỗi xấu xa nào, và họ cũng sẽ không chứa bất cứ một tư tưởng tiêu cực nào trong đầu óc của họ nữa. Đêm nay chúng con kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Và con khao khát rằng Chúa sẽ giáng sinh vào chính tấm lòng của ai đó là người thật sự nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con là người có tội. Và con xin mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình từ giờ phút này trở đi. Chúa ơi, nếu ai làm như vậy, nếu ai thật sự bày tỏ đức tin nơi Chúa, xin Thánh Linh hành động một cách mạnh mẽ. Xin Thánh Linh của Chúa Jesus Christ hành động một cách mạnh mẽ. Xin ban cho họ sự bình an thật mà họ có thể cảm nhận được. Xin tuôn đổ niềm vui tươi mới của Ngài ở trên họ để thay thế cho những nỗi buồn. Và nếu ai đang trong tình trạng bệnh tật, yếu đau, họ đang đau đớn, họ đang quằn quại, thậm chí họ không thở nổi, Chúa ơi, xin bày tỏ quyền phép chữa lành của Ngài ở trên thân thể của họ. Để rồi họ biết chắc rằng Ngài thực hữu. Để rồi họ biết chắc rằng Ngài toàn năng. Để rồi họ biết chắc rằng Ngài yêu thương họ, Ngài tốt lành, Ngài tuyệt vời. Ngài là đấng mà không có một lời nào có thể tả hết những điều tốt lành tuyệt vời thuộc về Ngài. Xin Chúa giúp chúng con loại bỏ đi tất cả những gì thuộc về tôn giáo, những cái điều sáo rỗng của loài người, những cái nghi lễ mà không đẹp lòng Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con, để rồi mỗi khi chúng con kỷ niệm Chúa Giáng sinh thì chúng con tập trung vào Chúa, chúng con nói về Chúa, chúng con nói về những lẽ thật tốt đẹp mà Ngài đã dạy chúng con. Chúng con nói về những sự đẹp đẽ, những điều quyền năng ở trong Ngài, chúng con tự hào về Ngài. Chúng con làm vinh hiển danh Ngài, chúng con khiến mọi người chú ý vào Ngài. Và chúng con truyền ngọn lửa của sự ngợi khen, ngọn lửa của sự thờ phượng, ngọn lửa của sự cảm tạ, ngọn lửa của sự chúc tôn Chúa cho mọi người. Để rồi mọi người sẵn lòng mở miệng ra để nói những lời cao đẹp về Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho con một lần nữa có cơ hội được công bố về Ngài, được công bố lời của Ngài. Cảm ơn Chúa đã cho con có cơ hội để bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Xin Chúa hành động một cách đầy năng quyền trên những người nghe, để cuộc đời của họ không còn như trước nữa. Cuộc đời của họ sẽ được biến đổi một cách tích cực. Cuộc đời của họ sẽ càng ngày càng đi lên chốn cao hơn bởi sự giúp đỡ, bởi sự dẫn dắt của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa khiến cho các anh chị em của chúng con trong hội thánh HTS cũng như các hội thánh khác càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn, kính sợ Chúa nhiều hơn. Và những ai là những kẻ giả hình, những con người của tôn giáo, thì họ ăn năn kịp lúc, họ ăn năn trước khi đã quá muộn. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cùng với tất cả anh chị em của chúng con, cùng với tất cả những người tham gia chương trình này, xin dâng mọi sự vinh hiển lên Ngài. Nguyện Chúa đẹp lòng về những gì diễn ra trong chương trình của chúng con, và Ngài ban phước càng hơn cho hội thánh của Chúa, và dùng hội thánh của Chúa để đem phước hạnh của Ngài đến cho cộng đồng. Con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.